Chào các bạn, chủ đề của mình ngày hôm nay lại về sức khỏe đây. Hôm nay sẽ rất là hay cho những bạn nào mà quan tâm đến vấn đề về đường, đặc biệt là những bạn nào mà bị tiểu đường này, bị rối loạn đường huyết này, lo là đường sẽ gây lão hóa này, hoặc là những bạn đang nuôi con mà muốn con hạn chế cái lượng chất ngọt vào trong người. Mình nghĩ phần lớn kênh của mình là các chị em tầm khoảng 25 tuổi trở ra, cho nên các bạn rất là băn khoăn chuyện lão hóa đúng không? Vậy hôm nay là đúng video các bạn đang tìm rồi đó nha. Video của mình gồm 3 phần. Phần đầu tiên là các chất tạo ngọt thay thế cho đường, hóa học và tự nhiên. Phần thứ hai là mình đã ứng dụng như thế nào trong đời sống và chăm con. Phần thứ ba, nếu bạn nào tò mò một chút, mình xin kể câu chuyện về bản thân mình, một người đã từng bị rối loạn đường huyết nghiêm trọng. Mình đã phải cai đường như thế nào để mà trở về cái mốc sức khỏe bình thường như ban đầu. Phần thứ nhất, nói về đường và các chất tạo ngọt thì chúng ta đều biết là để làm ngọt cho thực phẩm thì cách đầu tiên chúng ta hay nghĩ đến đó là cho đường vào. Thế nhưng mà nhiều người do bị đường huyết này, bị tiểu đường này, hoặc là trẻ con ăn nhiều đường quá gây sâu răng, hoặc là nó bị rối loạn ấy, nó cứ lên lên xuống xuống thất thường ấy, thì họ có nhiều lựa chọn khác nhau, đó chính là đường hóa học. Tiếng Anh của nó gọi là synthetic sweeteners, còn tiếng Nhật của nó là như thế này đây. Ở bài này mình không bàn đến tác hại của đường hóa học hay gì cả. Chủ yếu là đưa thông tin để các bạn tự tìm hiểu và biết cách đọc nhãn sản phẩm mỗi khi chúng ta uống cái gì đó vào người. Ví dụ chúng ta thấy những cái quảng cáo đồ uống mà có calo zero, tức là không có năng lượng, hoặc là những đồ uống rất là ngọt nhưng lại không có đường, không lo đến việc tăng đường huyết, thì khả năng cao đó là nó chứa đường hóa học, một trong những nhóm mình vừa giới thiệu ở đây nha. Mình xin lấy ví dụ một sản phẩm có chứa đường hóa học trong nhà mình, đó là cái loại whey protein này. Trong các whey protein các bạn mua trên thị trường ấy, nếu mà không có đường thì nó rất là nhàm chán, nó rất là ngấy. Mà cái người tập gym hoặc là những người mà uống protein thường là những cái đối tượng họ muốn hạn chế đường vào người, cho nên là họ sẽ không muốn các sản phẩm chứa đường. Thế mà để làm ngọt thì tất nhiên là phải cho đường hóa học vào rồi. Thế bây giờ nếu không muốn dùng đường hóa học thì chúng ta sẽ dùng đến những cái an toàn hơn, đó là thiên nhiên đúng không? Khoan, khi nghe chữ thiên nhiên mà nghĩ rằng nó an toàn nha các bạn, hãy nghe mình giải thích đến hết video này. Người châu Á, đặc biệt là người Trung Quốc rất hay cho cam thảo vào trong thực phẩm để tạo ngọt. Cam thảo là một chất rất rất ngọt. Nó được dùng nhiều trong đông y, trong thuốc, nên chúng ta thường nghĩ cam thảo là an toàn và thiên nhiên đúng không? Thì đúng là thiên nhiên, nhưng nó không an toàn 100%. Trái lại, nó có rất nhiều tác dụng phụ. Nếu bạn nào đã từng bị viêm da cơ địa, đang cai corticoid, hãy xem lại video này của mình nha. Còn với những người không viêm da bình thường như mình ý, thì các bạn phải thật sự lưu ý cái liều lượng cam thảo chúng ta nạp vào người hàng ngày. Ở Việt Nam thì không quy định, nhưng ở Nhật quy định rất là rõ. Ví dụ người trưởng thành được nạp tối đa bao nhiêu gam cam thảo vào trong người chỉ trong một ngày. Nếu chúng ta dùng tất cả các sản phẩm mà toàn chứa cam thảo thì về lâu về dài nó sẽ gây hại cho sức khỏe các bạn nhé. Cam thảo mà chưa an toàn lắm thì chúng ta hay dùng đến cỏ ngọt stevia. Cho bạn nào chưa biết thì đây chính là hình ảnh của cây cỏ ngọt stevia đây. Đọc sơ sơ cho bạn một cái thông tin ở trong cái link của Vinmec nhé. Người bệnh tiểu đường có thể dùng cỏ ngọt thay thế nhưng cần cẩn trọng với sản phẩm họ dùng. Trong một số nghiên cứu họ cho thấy cỏ ngọt an toàn và hữu ích trong việc hỗ trợ kiểm soát đường máu ở bệnh nhân tiểu đường loại 2. Trên thực tế, một nghiên cứu quy mô nhỏ trên 12 bệnh nhân tiểu đường loại 2 cho thấy rằng sử dụng cỏ ngọt cùng với bữa ăn dẫn đến giảm lượng đường trong máu nhiều hơn so với nhóm đối chứng sử dụng cùng một lượng tinh bột ngô. Tương tự, một nghiên cứu kéo dài 8 tuần trên chuột mắc bệnh tiểu đường cho thấy chiết xuất từ cây cỏ ngọt làm giảm lượng đường trong máu và hemoglobin A1C, đường máu trung bình trong 3 tháng hơn 5% so với những con chuột được ăn chế độ kiểm soát đường máu. Tức là dù được ăn chế độ kiểm soát đường máu nhưng nếu thay thế bằng cỏ ngọt thì đường trong máu sẽ được giảm thêm 5% nữa các bạn ạ. Nhưng mà lưu ý các bạn nhé, phải là cỏ ngọt thiên nhiên 100%, không được pha thêm các tạp chất khác. Bởi vì trong Vinmec cũng nói luôn đó là lưu ý rằng một số hỗn hợp cỏ ngọt nhất định có thể chứa các chất tạo ngọt khác, có thể làm tăng lượng đường trong máu. Tức là có rất nhiều loại cỏ ngọt nó ghi là cỏ ngọt nhưng mà cái thành phần bên trong của nó là nhiều chất hỗn hợp khác đi cùng với cỏ ngọt chứ không phải là cỏ ngọt. Nên mình khuyên các bạn nên mua loại này. Cái này là cái cỏ ngọt 100%, không pha bất kỳ một loại tạp chất nào khác. Với trẻ nhỏ, cỏ ngọt có thể giúp cắt giảm lượng đường tiêu thụ. Điều này có thể đặc biệt có lợi cho trẻ em. Các bạn biết rồi đấy, trẻ con đang ở cái đứa tuổi nó phát triển thần kinh mà. Khi nó nhiều đường quá là cái tâm trạng của nó cứ lên xuống, lên xuống, lên xuống này, không có lúc nào được ổn định cả. Nó rất là hay mè nheo, hay đòi ăn, hay đòi uống, hay là uống đồ ngọt. Thế nhưng mà nó lại không chịu ăn cơm. Cái việc mà hạn chế đường thực sự có ích cho trẻ con các bạn ạ. Về tác dụng phụ thì trước khi dùng cái gì mình cũng đều nghiên cứu. Thì nói thật là tác dụng phụ của cỏ ngọt nó không có nhiều lắm. Thường là nó sẽ gây tiêu hóa gọi là hơi bị lỏng một chút, tức là hơi đi ngoài một chút nếu bạn dùng quá nhiều. Thế nhưng mà chúng ta đâu đến nỗi mà chúng ta phải uống cỏ ngọt thường xuyên mấy lần một trong ngày đâu. Chúng ta thường dùng cỏ ngọt trong những cái món đặc biệt để thưởng thức, để gọi là enjoy cái moment gì đấy đúng không? Chứ không phải là để uống thật nhiều cho nó bổ cho sức khỏe. Đây là một sản phẩm để tạo cái cảm giác thú vị cho cuộc sống. Cho nên là dùng một lượng hạn chế thì mình cũng chẳng bị đi ngoài bao giờ bởi cái sản phẩm này cả.
Rồi người ta còn bảo là có thể có ngọt trong đó, nếu mà ít đường quá thì có thể làm giảm cái lượng gì nhỉ? Cái lượng vi sinh tốt ở trong ruột ấy, do là vi sinh ở trong ruột thì chúng ta sẽ cần đến đường để mà giúp cho vi khuẩn có lợi cho ruột nó sinh sôi nảy nở đúng không? Thế nhưng mà khổ nỗi cái thời nay chúng ta thừa đường nhiều hơn là thiếu đường. Phần lớn chúng ta là thừa đường, ít ai thiếu đường lắm nên cái này không phải lo đâu. Nói về cái ứng dụng trong gia đình ấy thì mình hay dùng trong những trường hợp như sau. Đó là nhất là khi con mình nó bị ốm. Khi con ốm thì các bạn biết là vitamin C có tác dụng rất là tốt khi mà nó bị sốt. Vitamin C nó giúp cho kháng thể hoạt động rất là mạnh, đặc biệt trong thời điểm nó sốt, cơ thể hao tốn rất nhiều vitamin C. Mà vitamin C dành cho trẻ con, những cái viên kẹo nó rất là ít, cái liều lượng của nó quá thấp và nó cho nhiều đường vào trong đấy, thật ra là nó chả có tác dụng gì đâu. Phải uống vitamin C liều cao trong những ngày nó sốt thì nó mới có tác dụng. Thì mình hay làm như sau, đó là mình vắt một quả cam ra. Quả cam thì cái hàm lượng C hoặc cái hàm lượng citric acid nó không được nhiều lắm đúng không? Mình sẽ pha thêm C bột vào. Pha C bột nó rất là chua. Nhưng mà chỉ cần thêm một cái vẩy, một cái vài hạt bột có ngọt ý, là cái cốc nước nó rất là ngọt. Ngọt nhưng không phải là ngọt của đường mà ngọt của cỏ. Nó không gây rối loạn đường huyết. Nếu mà bé thiếu gọi là thiếu điện giải, thiếu đường, chúng ta còn cho thêm một chút thìa đường bình thường vào cũng không sao cả. Cộng thêm cỏ ngọt, nó tăng cái độ ngọt nhiều lần lên cho cốc nước cam có chứa vitamin C. Bé uống và bé sẽ hạ sốt khá là nhanh. Đấy là cách mình chăm con mình ốm, và hầu như bé mình không uống thuốc hạ sốt bao giờ. Như mình nói đấy, ngọt là thứ để giải trí chứ nó cũng không phải là để tốt cho sức khỏe. Như là những lúc mà con mình nó đòi ăn những cái thứ như là jelly, thạch chẳng hạn mà có vị ngọt ấy, hoặc là những cái kiểu như trà sữa chẳng hạn, thì khi đó mình sẽ chế biến bình thường như bao bà mẹ khác, mình cũng cho đường vào nhưng mình giảm hẳn cái lượng đường thông thường, đường tinh luyện vào trong cái đồ ngọt đó, và mình thay thế một phần lớn bằng cỏ ngọt, thì cái vị ngọt của nó vẫn đậm đà, vẫn có vị đường, vẫn có vị của cỏ ngọt, mà đặc biệt là nó hạn chế tối đa cái lượng đường không cần thiết vào trong máu của đứa trẻ. Còn với người lớn thì mình không ứng dụng nhiều trong nấu ăn được. Thực sự là cái này dùng cho đồ uống thôi. Ví dụ bạn muốn uống cà phê sữa mà phải có đường nó mới ngon đúng không? Rắc một tí cái này vào, thế là có món cà phê sữa vừa thơm vừa ngọt vừa béo vừa ngậy. Còn như mình hay uống smoothie của protein thêm trái cây vào. Hôm nào mà có chuối hoặc có những cái đồ ngọt khác cho vào thì mình sẽ không cần dùng cái này nữa. Còn những hôm nào mà không có chuối, không có những cái đồ ngọt khác trộn làm protein thì mình sẽ dùng cỏ ngọt này thay thế. Mình mới phát hiện ra cái loại protein này, protein gọi là bò ăn cỏ. Bò ăn cỏ thì bao giờ nó cũng nhiều chất và nó gọi là an toàn hơn so với những loại bò mà nuôi bằng cám GMO, những cái thực phẩm biến đổi gen vân vân. Thì nó cũng không có hóa chất gì hết, không có hương liệu, cũng không có chất tạo ngọt, nó chỉ có protein không thôi và nó sẽ không có cái vị gì cả. Thì để tạo thêm cái vị ngon cho cái cốc protein đó, mình sẽ cho thêm dâu tây, cho thêm trái cây đông đá hoặc là mình sẽ cho thêm cái này vào thì nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Để giải trí mà. Phần cuối cùng, nếu bạn nào tò mò một chút về cái cơ thể của mình ý, thì đó là mình đã từng bị mắc cái chứng rối loạn đường huyết vào năm 2022. Cái thời điểm đó mình có đăng nhiều video đi khám bệnh về dinh dưỡng đó. Mình được khai sáng rất là nhiều về cái tác hại của đường lên cơ thể. Không chỉ gì đường trong đồ uống mà đường trong tất cả những cái loại nước trái cây, đường từ trái cây cũng vậy. Vì mình là một người rất thích ăn trái cây, có thể nói mình gần giống như một người ăn thô trước đây. Chỉ vì sinh con nên là mình ăn nhiều thịt, nhiều cơm lên thôi. Còn trước đó mình rất thích ăn trái cây và ăn rau củ. Nhưng mà sau một thời gian dài làm như thế trong vòng nhiều năm thì cơ thể của mình bị gọi là suy dinh dưỡng trầm trọng, cộng thêm cái chứng gọi là rối loạn đường huyết. Rối loạn đường huyết đó là khi chúng ta vừa ăn một cái gì đó xong, ăn bữa cơm này hoặc là ăn một quả đào xong này, chỉ khoảng 30 phút sau là bắt đầu đường của chúng ta nó tăng vọt. Nó tăng vọt và nó giảm ngay lập tức. Nó không phải nó tăng và nó giảm từ từ nhé, mà nó giảm tụt xuống đáy luôn. Và khi nó suy sụp tới mức mà mình không có khả năng để đi bộ từ nhà ra một ga tàu cách nhà có 5 phút đi bộ, khoảng độ 400 mét. Và mình cũng không có khả năng để leo một cái cầu thang, mình phải đi thang máy. Tức là một người mà không lao động nặng nhọc mà không có khả năng di chuyển một khoảng cách ngắn như thế thì sức khỏe đúng là rất là báo động. Thế nguyên nhân sâu xa đầu tiên đó chính là bị rối loạn đường huyết, nó làm cho hao tổn tất cả các vi chất ở trong người mình chỉ để kiểm soát cái đường ở trong người của mình. Thì từ đó mình mới tìm hiểu thêm về đường, tìm hiểu thêm về các loại đường trong hoa quả, trong đồ ăn, trong đồ uống, vân vân. Và mình đã thay thế dần dần bằng chất đạm, các loại thực phẩm khác có nhiều năng lượng, có nhiều chất béo hơn mà không có nhiều đường, bao gồm cả chính cái cỏ ngọt stevia và protein này. Và tất nhiên là đến tuổi ai chả sợ già, ai chả sợ lão hóa đúng không? Cho nên là cái việc mà hạn chế đường nó cũng vô cùng quan trọng các bạn ạ. Hy vọng video này sẽ hữu ích cho những cái bạn ở cái lứa tuổi mà gần gần giống như mình.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye.